hay đi mua áo thì mua cả mình luôn nha. Rồi không biết là mình đi mua đồ hay là đi tấu hài ở cửa hàng nhà người ta đây. Rồi ơi, chưa bao giờ nghĩ là chân mình có thể dài đến mức này. Đấy, chuyện kể là vào một ngày cuối tuần đẹp trời, mình là chỉ có ý định đi ăn bánh đúc nóng ở Lê Ngọc Hân thôi. Mà trông lạ không, bánh đúc ở đây còn ăn với đậu nữa đây này. Mà xong cái bánh đúc nó dẻo quánh lại kéo sợi được luôn. Cho thêm tí bột ớt vào ăn cho tê tê cái lưỡi. Kể ra cũng may đi ăn cái quán này ở tít trong ngõ rõ là mát. Chứ đợt này trời Hà Nội có mưa đấy nhưng mà oi quá. Đi đường có xíu mà đổ mồ hôi hột đấy chứ. Đấy là lý do bánh đúc thì chưa ăn được miếng nào đâu nhưng mà cốc sữa đậu thì đã hết một nửa rồi. Dù trời có oi nóng nhưng mà bánh đúc ngon thì vẫn cứ là chấp nhận được. Mà tính ra thì cũng lâu lắm rồi mình mới đi quay bánh đúc đấy chứ nhở. Bánh đúc mềm xong ăn miếng đậu nó cũng mềm mềm. Cái phần thịt và mộc nhĩ thì vị đậm đặc nhưng mà thơm nhất thì chính là cái phần nước dưới trên bánh đúc ý. Nó chan hòa tất cả lại với nhau. À đấy thì quên mất là kể với mọi người là sáng nay là chỉ định đi ăn sáng thế này xong về. Thế mà đi qua cái đoạn 21B lò đúc này hay cái cửa hàng nhà Double Bed đang khai trương gồm có Bed Habit và Bed Rabbit Club ý mọi người. Vừa khéo mình lại đang thiếu áo phông. Với một người hướng nội nửa vời như mình thì mình quyết định là lên tầng 2. Trên này thì áo phông được giảm 30% xong cái là một mình một thế giới tha hồ mà lựa chọn. Đấy bạn tuy đã đam mê rồi nhưng mà phải có một đứa bạn cũng đam mê ngang ngửa bạn thì hai đứa mới đi chơi với nhau được. Đang lựa qua lựa lại thì aha, bên kia màn hình có ai đang buồn bã về những sự đời thì đến đây tậu chiếc áo ha 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 này luôn nha. Mình thì không buồn đâu nhưng mà mình vẫn sẽ tậu vì mấy cái họa tiết của nó trông lạ quá này. Đây mọi người nhìn đi, cả lại bảo là mình chưa được nắm tay con trai bao giờ. Hề đùa xíu thôi, mình lại đi chọn áo tiếp đây. À đây thì có cả Bed Habit và Bed Rabbit nha. Chỉ tính là đi chọn áo phông thôi mà nó mấy trăm mẫu như thế này thì làm sao mà chọn được cơ chứ. Ai sẽ chưa bao giờ đi mua áo nó lại khó khăn như vậy. Bạn ơi bạn hãy mua mình đi. Gì đây phụ phàng thế. Rồi đợi dưới tầng 1 là thoáng thoáng thì mình cũng mò xuống. Đây thì sẽ là mấy chiếc áo phông được tặng cho những cái hóa đơn từ 800k trở lên này. Mình thì cũng lựa lựa được tầm đấy nên là cũng được tặng một chiếc. Chọn luôn màu trắng, đợt này là hơi bị cuồng màu trắng đó. À áo này thì chưa mở bán đâu nha, chỉ là để tặng thôi. Ngoài màu trắng thì có màu nâu và màu be thì sắp tới sẽ được mở bán. Ôi dồi ôi, mấy bạn nhân viên ơi cho mình mang cái gương này về nhà được không ạ? Chân gì mà dài thế, như siêu mẫu vậy. Vì là khai trương cửa hàng nên là cũng có một chút bánh để ăn nè. Bên ngoài lúc mình về thì thấy trưng bày mấy cái loại phông nó độc lạ dã man. Giờ đấy thì cũng lựa trên lựa xuống được tươm tươm mấy cái áo mang về rồi thì lại đi ăn tiếp. Ở cái chỗ lò đúc này thì có cái quán kem ông già, bán cả chè cả kem rồi là sữa chua. Mình thì đợt này là hơi bị ghiền sầu riêng nên là sẽ gọi luôn kem trộn sầu riêng. Còn bên phía bạn mình thì sẽ gọi là sữa chua trân châu nè. Thề chứ cái thời tiết này mà được ăn miếng kem miếng sữa chua thì đúng là không còn gì sung sướng bằng. Xong lại còn có quần áo mới trong cốp nữa chứ. Đây hai cốc của bọn mình đây. Ủa sao cốc của bạn mình nó nhiều trân châu thế? Nhưng mà không sao, cốc của mình thì tha hồ là sầu riêng ở phía dưới. Đúng theo tên gọi là kem trộn sầu riêng thì mình làm theo thôi. Trộn đều chúng nó với nhau cả kem cả sầu riêng rồi là dừa khô. Nào bạn quay đi, mình cũng trộn nốt cái sữa chua hộ bạn này. Trân châu trông cũng mịn mướt đây nhưng mà thôi hôm nay mình đầu quân cho sầu riêng rồi. Giá của cái cốc mình đang ăn thì mọi người nhìn đằng sau đi kìa. Đấy đang định nói thì nó lại lù lù phía sau. Cái vị kem mình ăn thì là kem vani, vị ngọt ngọt lại mát lạnh ra. Còn sầu riêng thì khỏi nói rồi, thơm nồng luôn đấy chứ. Xem bên đây thì nhớ ấn follow kênh mình nha.